Dạ hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Huyền Xe Cổ Sài Gòn của em nha. Hôm nay em về một chiếc xe Innova cực đẹp luôn, đời 2009 phiên bản 2.0G nha các anh chị nha. Đời 2009 nhưng mà chất xe cực đẹp, nội thất cực đẹp luôn. Em sẽ quay sơ cho các anh chị xem về những cái dòng xe về chiếc xe này nha. Thì xe có nước sơn là màu bạc, biển số thì ở Sài Gòn luôn, nên các anh chị nào mà đang tìm dòng xe giá rẻ thì có thể cân nhắc chiếc 8 chỗ này nha. Innova 2.0G nha các anh chị nha. À, đây xe nói chung thì Nova từ xưa tới giờ thì cái form này nó có hai form, một cái form tròn và một cái form vuông. Thì đời hai cuối 2016 đầu 2017 thì xe đã được đổi mẫu rồi các anh chị ha, nhưng mà nhiều khách hàng cũng đi tìm cái dòng xe này lắm nha. Để các anh chị nhìn cái nội thất xe nè, còn rất là sạch sẽ luôn, ghế nè, ghế da luôn các anh chị nha. Em sẽ quay lên phần trên cho các anh chị xem, xe được trang bị ghế da lót bọc trần lót sàn nha các anh chị, đèn là zin theo xe luôn nha. Này ha, tuy là đời 2009 nhưng mà chủ của chiếc xe này giữ rất là kỹ luôn các anh chị. Và cái đời này thì chắc chắn là xe thì phải có dặm vá rồi nha các anh chị nha, mà cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng ngập nước nha. Để các anh chị nhìn xe là nội thất cực kỳ đẹp luôn, còn rất là đẹp luôn ha. Và cái anh chủ này anh giữ cũng kỹ nè, cho nên là nội thất xe cũng còn đẹp quá. Đây, nội các anh chị nhìn cái vàng này là các anh chị sẽ biết nè. Cái vàng là các anh chị biết rồi. Em sẽ quay từng chi tiết cho các anh chị xem ha. Đây nè, các anh chị nhìn xe rất là đẹp luôn. Đời 2009 mà xe khách giữ kỹ ghê. Thật sự là em nhìn vô em cũng còn thích nữa đó các anh chị. Xe này là xe số sàn nha các anh chị nha. Các anh chị nhìn cái vàng cắp lô nè, rất là đẹp luôn. Để đồ ha. Tất nhiên là đời này thì đã chắc chắn là đời 2009 này thì chắc chắn là bốn cái bấm thì cũng đã được thay mới rồi nha các anh chị nha. Đây nè, anh đã thay lớp vỏ rồi nè. Đây nè, 2022 các anh chị ha. Odo xe thì chạy được 215.000 nha các anh chị. Odo xe chạy được 215.000. Hai bên nè, em sẽ quay hai bên cho các anh chị xem cái chất xe nó rất là đẹp luôn. Chiếc xe cũng rất là đẹp luôn nha các anh chị. Nhìn cái ghế là các anh chị cũng biết rồi ha. Cần số thì đời 2009 thì chắc chắn là nó sẽ bị bung cái này rồi ha. Cái này mình về mình có thể bọc lại được nha các anh chị. Bọc lại được. Màn hình vẫn là màn hình zin theo xe, màn hình cơ luôn. Cơ luôn ha. Nói chung 2009 mà giữ xe được như thế này cũng thật sự là tài xế rất là kỹ luôn. Cái người sở hữu chiếc xe này cũng cực kỳ kỹ luôn nha các anh chị nha. Và xe bên em thì cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng ngập nước nha, bao các anh chị đi chắc hẳn luôn. Bao các anh chị chắc hẳn ha. Em sẽ mở cái phần này để cho các anh chị xem. Đây này, ốc là còn rất là đẹp, rất là mới luôn. Đèn cũng zin theo xe luôn nha các anh chị nha. Này ha. Xe là lịch sử hãng, là chập bao các anh chị đi chết hãng luôn ha, bao các anh chị đi chết hãng luôn. Các anh chị chỉ cần chỉ định chỗ nào thì bên em sẽ chạy xe đến đó cho các anh chị chết hãng nha. Nói chung thì bên em thì bán xe là đầy đủ từ Bắc Trung Nam,
có anh chị ở ngoài Bắc cũng có, cũng đặt cọc từ xa, tin tưởng có đặt cọc từ xa và bay vô lấy xe thôi các anh chị. Nếu các anh chị nào có theo dõi trang của em ha, thì các anh chị sẽ biết rồi, tụi em sẽ bán khắp đất nước luôn, tụi em bán khắp đất nước luôn, và tụi em đặt cái chất lượng và uy tín lên hàng đầu, nên các anh chị khi mua xe bên em các anh chị cứ yên tâm ha, cam kết xe không đâm đụng ngập nước nha. Và xe như thế nào tụi em sẽ nói như thế đó. Đây em sẽ quay cái phần gần gần cho các anh chị xem nè. Đó là các anh chị thấy rồi đó. Nói chung chiếc xe này rất là đẹp luôn các anh chị. À và cái giá xe thì nó tầm khoảng 300 hơn một chút xíu ha, 300 hơn một chút xíu thôi. À, thì với cái giá này thì các anh chị nào mà đang quan tâm đến cái dòng xe Innova 8 chỗ thì có thể liên hệ với em ha, qua số điện thoại 0902 600 126 nha các anh chị nha. Giá vẫn còn có thể thương lượng được. Và cái xe đời này thì không còn vay ngân hàng được nha các anh chị nha. Nên các anh chị nào đang có nhảy quan tâm hoặc là có ý định muốn bán xe hoặc muốn đổi xe thì cũng có thể liên hệ với em luôn. Qua số điện thoại em để góc dưới màn hình nha. Các anh chị nhớ bấm like và đăng ký kênh của em để theo dõi những video clip tiếp theo về những dòng xe bên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.